Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bất lực trước nạn tham nhũng ở Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng dẫn bao công thời đại mới. Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ đại hội 12 hôm 27 tháng 11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vai trò người làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ông nói, nếu không liêm, không sạch, không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác, phải là những bao công trong thời đại mới. Phép ví von của nhà lãnh đạo Cộng sản hàng đầu Việt Nam tiếp tục trở thành đề tài tranh luận trong cộng đồng khắp nơi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng vào ngày 27 tháng 11. năm 2020 tại Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà hoạt động xã hội dân sự, đã nhận định với đài tiếng nói EFA tại Mỹ rằng: "Tôi nghĩ đấy là kiểu tư duy rất phong kiến, bởi vì bản thân ông ấy nói đến bao công, một ông quan liêm chính của Tàu thời xa xưa, chỉ là hình tượng để nêu lên tấm gương liêm chính trong một chế độ phong kiến thối nát. Thực sự, vấn đề là làm thế nào để có những người thực sự liêm chính, phải ở cơ chế, thể chế của nhà nước ấy, chứ không phải ông quan này, quan kia, ông bao công này, ông bao công nọ. Không có lời hoa mỹ nào, không có lời kêu gọi nào, không có lời nhắc nhở tấm gương nào về những tấm gương mà không đáng học gì của thời phong kiến, có thể giải quyết được những vấn đề tham nhũng cũng như về vấn đề liêm chính của cán bộ trong bộ máy này. Còn ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu, Ban dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng chia sẻ quan điểm trên khi cho rằng hệ thống này là hệ thống đã tạo ra quyền lực và tham nhũng. Quyền lực càng cao thì tham nhũng càng lớn. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Đây là vấn đề lớn của Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản. Muốn chống tham nhũng thì trước tiên phải thay đổi thể chế. Còn vẫn làm hiện nay thì không thể nào làm được chuyện đấy. Tiếp đó, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cũng đưa ra những tiêu chí giúp làm trong sạch bộ máy của nhà nước. Đây là hình ảnh Hội thảo khoa học kết quả công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2020. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói, bộ máy công chức lành mạnh, làm việc tận tụy theo đúng quy định. Người dân được bầu có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do độc lập, nghiêm minh. Bốn cái đấy mới đảm bảo không có ông bao công này sẽ có ông bao công khác. Còn một đảng riêng của ông ta, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, muốn kiểm soát tất cả, đảng cử, dân bầu, không có tự do ngôn luận, ai nói ngược ý thì bỏ vào tù, không có tự do báo chí, mấy trăm tờ báo đều có ông ta, tức là ông Trọng và ông Thưởng làm tổng biên tập. Tư pháp dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên thiếu bốn cái ấy thì đừng nói chuyện các ông thanh tra có liêm chính hay không liêm chính, chẳng bao giờ họ có thể liêm chính được, bởi vì bản thân cơ chế độc tài này đã sinh ra sự bất liêm chính. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga còn đề xuất giải tán Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng và chống tham nhũng. Ông nêu quan điểm như sau. Phải dẹp ngay Ban Nội chính đi. Ban Nội chính chính là cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam để kiểm soát toàn bộ mảng tư pháp và mảng bảo vệ pháp luật. Tức là công an cũng chịu sự kiểm soát của ông Ban Nội chính, ông tòa án cũng chịu sự kiểm soát của ông Ban Nội chính, đến ông công tố cũng chịu sự kiểm soát của Ban Nội chính. Thì nội chính, đấy là cái gọi là Ban Nội chính, là gốc rễ đẻ ra bất liêm chính là của hệ thống này. Như vậy, ông Nguyễn Khắc Mai cũng nêu ra những bất cập của hệ thống chính trị tại Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh ba trong số những ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng của Việt Nam bị kỷ luật khởi tố trước thềm của Đại hội Đảng lần thứ 13. Ông nói tiếp như sau, bản thân Đảng này không sạch sẽ gì, toàn một lũ tham nhũng, một bầy sâu bất cứ cái gì cũng ăn, nhân cách suy đồi, cướp bóc tiền thuế, cướp bóc dự án, cướp bóc đất đai của người dân, đến ông Trọng nói như thế là rất đúng. Bởi vì Đảng này hư hỏng như thế thì làm sao có uy tín, nói ai nghe. Phải hiểu ý ông Trọng là như thế, không phải chỉ có ngành kiểm tra, chẳng qua hiện nay là cơ chế công an trị tràn lan
thì người dân không có quyền bảo ban, nói ra, sắp xếp nên họ làm càn. Đến một lúc nào đó, dân trí cao hơn họ không chấp nhận được tình hình hiện nay. Và hiện nay gần như người ta nói, để mà nói thôi, chứ không làm được gì cả, không giải quyết được. Kể cả vấn đề chống tham nhũng cũng thế, và ban chống tham nhũng của ông Trọng cũng vô phương, chẳng đâu vào đâu. Nghe thì có vẻ ghê gớm lắm, nào là đốt lò, nào là đánh chuột, nhưng cuối cùng cũng không đến nơi, đến chốn. Đài EFA từ Mỹ cũng ghi nhận tình trạng các quan chức cấp cao tham nhũng ngày càng được đăng tải rộng rãi cho người dân biết đến thông qua các kênh truyền thông nhà nước. Tuy nhiên thực tế cho thấy có nhiều vụ án khi bắt đầu thì rầm rộ, nhưng chi tiết những phiên xử lại không được phép loan đi. Các nhà quan sát cũng đưa ra nhận định rằng trong cuộc chiến chống tham nhũng, những quan chức bị phát hiện, bị bắt, bị khởi tố đều do bị thất thế, tranh giành quyền lực giữa các phe phái, và đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cũng vào hôm 25 tháng 11 mới đây, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã chủ trì cuộc họp thường trực ban chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về một số vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 17 đến nay và một số nội dung quan trọng khác. Đây là hình ảnh toàn cảnh cuộc họp thường trực ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ mong muốn hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một loạt các vụ án tham nhũng lớn liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, từ buôn lậu cho đến trục lợi đất đai, vân vân. Tin cho hay, tại cuộc họp này, thường trực ban chỉ đạo đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong 5 vụ án và hoàn thành xét xử sơ thẩm 5 vụ án khác được mô tả là trọng điểm dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. 5 vụ án cần khẩn trương điều tra đó là vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường với các cáo buộc buôn lậu, rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và đấu thầu. Vụ án nặng về dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Vụ án thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Saki. Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang Thép Thái Nguyên. Và vụ án buôn bán hàng giả tại Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, Công ty Việt Nam Pharma. 5 vụ án mà thường trực ban chỉ đạo mô tả là trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và cần khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm, bao gồm vụ án trục lợi từ việc nâng giá mua thiết bị y tế nhân nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 xảy ra tại CDC Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Vụ án vi phạm đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tại Tổng Công ty Sabeco. Vụ án xảy ra tại Công ty PVB. Vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và vụ án tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Bình luận với đài BBC tại London về diễn biến đốt lò chống tham nhũng của ngài Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nhà nghiên cứu Lê Văn Sinh từ Đại học Quốc gia Hà Nội nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biết rất rõ hơn ai hết về nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng sẽ hủy hoại tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ đẩy đất nước đến chỗ lụn bại. Ông Sinh cũng nhận định công cuộc củi lửa đốt lò tham nhũng do ông Trọng phát động mặc dù có mang lại kết quả nhất định nhưng vẫn không căn bản. Đây là hình ảnh nhà lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, được mệnh danh là người đốt lò vĩ đại, với chiến dịch đốt lò là chống tham nhũng nổi tiếng. Nhà bình luận này phân tích tiếp như sau. Chống tham nhũng phải đi liền với cải cách bộ máy của Đảng và chính quyền mạnh tay và triệt để như cách ông Lý Quang Diệu làm ở Singapore. Tiếc rằng Việt Nam lại chưa làm được như thế. Với Việt Nam, cách chống tham nhũng hiệu quả là cải cách thể chế chính trị theo khuôn mẫu tự do dân chủ. Khi đó, dù ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có không tại vị đi nữa, thì công cuộc củi lửa đốt lò vẫn vận hành trơn tru và hiệu quả. Luật gia, nhà báo Trịnh Hữu Long thì có cái nhìn khắt khe hơn về chiến dịch đốt lò này khi cho rằng chiến dịch củi lửa đốt lò chống tham nhũng mà Nguyễn Phú Trọng phát động tất nhiên là một chiến dịch thanh trừng trong nội bộ. Tôi nghĩ đó là một chiến dịch dài hơi xuyên đại hội được tung ra để phục vụ cho một phe phái nào đó đang cầm cờ và phất trong tay. Nhưng như với những gì và cách thức báo chí chính thống của nhà nước đưa tin, với việc ông Nguyễn Đức Trung, ông Đinh Đà Thăng và các bị can, bị cáo khác, dù là các quan chức bị cho là củi, bị đưa vào lò như lâu nay cho thấy chiến dịch này
không cho thấy biểu hiện của một nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền thì sẽ xử lý tham nhũng mà không cần quan tâm đến các phe phái chính trị. Còn chiến dịch đốt lò của Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng là một chiến dịch mang tính chất chính trị thuần túy, chứ không phải là một chiến dịch trấn áp tội phạm gì cả. Đó là hai vấn đề rất khác nhau. Và tôi tin rằng khi một phe phái trong đảng đã xác lập được quyền lực, ổn định được quyền lực của mình, thì khi đó cuộc chiến họ đặt tên là chống tham nhũng về cơ bản sẽ chấm dứt và nó sẽ chỉ được khởi mở trở lại trong chế độ, cơ chế, thể chế cộng sản toàn trị, độc quyền này Việt Nam khi một ai đó, phe phái nào đó trong đảng cầm quyền này cần thiết lập lại một trật tự quyền lực mới của họ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 12 năm 2020 với bản tin Bất lực trước nạn tham nhũng ở Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng dẫn bao công thời đại mới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.